Xin chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Nhất Audio làm cái clip để thông báo hàng về. Hàng này là mẫu vàng bế SV20 và có giao cho tất cả các bác khách ở trên mọi miền tổ quốc. Mẫu vàng cơ giá của nó rất là ok. Đợt này là cái mẫu vàng cơ SV20 này là hàng nguyên hộp, hàng mới tinh. Cho tất cả các bác khách nào mà có lấy đại lý số lượng hoặc là lấy rơi từng cái về chơi thì hôm nay em giới thiệu cho tất cả các bác một mẫu vang cơ có cả tính năng thêm cả dì vợt, đó là mẫu vang cơ BS SV20, mẫu sản phẩm hàng chính hãng của công ty, hàng chính ngạch. Con này thì khi các bác mua hàng, các bác chơi với đẩy em tặng một đôi ca lông, các bác chơi với âm ly thì em tặng một đầu ca lông và một đầu dơ bông sen đấy. Mẫu vang này thì nó có đủ các tính năng cổng quang, chống hú, USB và Bluetooth. Và có thêm cả một cái lết đậm ở đây là dì vợt. Đấy. Con này của nó có 3 volume tổng, echo, mic và music. Khi em giao hàng cho tất cả các bác thì em sẽ chỉnh và setup ok. Sau đó em mới đóng gói và dự chuyển qua đường bưu điện. Các bác lưu ý sản phẩm được bảo hành 1 năm và lỗi đổi với trong vòng 3 tháng. Các bác nào mà đặt hàng hãy nhắn tin địa chỉ và số điện thoại cho Tùng Nguyên Audio. Nhận hàng các bác kiểm tra rồi mới phải thanh toán tiền, không cần phải cọc gì cả. Và giá của con vang này là 1,5 triệu một cái và được tặng dây dắt ca lông chống ca lông và hoặc là tặng một đôi da AV. Đấy. Giá cực kỳ tốt cho khách hàng với mẫu vang cơ BS SV20. Sản phẩm được bao ship rồi tất cả các bác nhé, 1,5 triệu với mẫu vang cơ BS SV20, mẫu sản phẩm hàng mới tinh có cái giá tốt. Và hôm nay thì Tùng Nguyên Audio thứ nhất là để giới thiệu hàng về và thứ hai là xuất luôn cho bác 4 bác khách 4 chiếc vang các bác đợi hàng. Và hôm nay cửa hàng Tùng Nguyên Audio xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác có nhu cầu đến vang cơ hàng chính ngạch của BS thì hãy liên hệ trực tiếp cho Tùng Nguyên Audio. Và hôm nay tôi xin chào các bác trong clip mới nhất nha.